chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Gặp thời trời ban lộc lớn, trúng số liên tiếp, còng lưng gánh lộc, trả sạch nợ nần, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Tỵ sinh 1965 thân mến, Tử Vi học có nói, mỗi người sinh ra vào các giờ giấc khác nhau, ngày tháng khác nhau, thì nằm trong các cung mệnh khác nhau và mang một lá số tử vi khác nhau. Tuổi Ất Tỵ đại diện cho những người thông minh, nhạy bén và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi Ất Tỵ rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống, vậy nên vận số cuộc đời luôn có quý nhân vây quanh và được trời ban cho nhiều điều tốt đẹp. Trong năm 2024 là lúc đánh dấu bước trở mình trên nhiều phương diện của tuổi Ất Tỵ, khi được nhiều các tinh hậu thuẫn, được các sao tốt chủ về công danh chiếu mệnh. Tuổi Ất Tỵ lấy lại những gì đã mất, công danh, sự nghiệp thuận lợi, tài lộc cũng gia tăng, tiền bạc dư dả, kinh doanh đầu tư thu lời lãi. Đặc biệt, theo lời dự ngôn mới nhất của các bậc thầy tử vi, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 tới đây, con giáp tuổi Ất Tỵ sinh 1965 sẽ song hỷ lâm môn, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân chỉ đường dẫn lối cho sự nghiệp hanh thông, thành công viên mãn. Và để nắm rõ vận trình tử vi chi tiết của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sẽ diễn biến ra sao, vận may nào sẽ đến với con giáp này trong thời gian tới, tất cả sẽ được kênh Lộc luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi và chiêm nghiệm. Tuổi Ất Tỵ sinh 1965 cầm tinh con rắn. Tuổi Ất Tỵ trong số 12 con giáp nổi bật là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí bẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ. Đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Cũng giống như rắn thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, Ất Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp. Nếu sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng thường hạnh phúc hơn người, nếu sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng, Ất Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Ất Tỵ cũng rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Ất Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Ất Tỵ vượt trội so với tư duy logic. Họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác. Họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Ất Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng, vì bản tính cứng đầu và thói quen từ chối, những lời góp ý có tính xây dựng khiến Ất Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ất Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Ất Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng. Tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì. Họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả về sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Ất Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ. Nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Ất Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế, với vai trò trung gian hòa giải, họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Người tuổi Ất Tỵ có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình, họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận nên khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó,
họ sẽ làm tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, Ất Tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình, thích sở hữu và hết sức ghen tuông, kể cả khi đã bước ra khỏi mối quan hệ nào đó. Mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này. Hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy, Ất Tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, tràn đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho Ất Tỵ là người cho họ sự tự do, nhưng cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở nên Ất Tỵ thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời. Ất Tỵ rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình. Bị từ chối hay bỏ rơi sẽ là điều khủng khiếp nhất đối với sự tinh tế của Ất Tỵ. Họ cần được đón nhận, chào mừng, chấp thuận bởi những người mình gặp. Ất Tỵ khá chặt chẽ về tiền bạc nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ, tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất. Ất Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học. Họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Ất Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm. Họ khát khao học hỏi. Điều này khiến cho tính cách của Ất Tỵ vô cùng phức tạp. Điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt. Kỹ năng giao tiếp của Ất Tỵ rất tốt. Họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Con giáp này thích những cuộc chuyện trò thú vị, nhưng rất ghét những chuyện vô bổ, phù phiếm hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với họ về những đề tài nhàm chán, chẳng hạn như thời tiết. Họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức, nhưng Ất Tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng, nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Rắn rất giỏi chờ đợi. Chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi, rồi khi thời cơ tới, chúng sẽ dùng toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu Ất Tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất thì họ sẽ tấn công trở lại không chút thương xót. Không một con giáp nào khác có thể kiên nhẫn như Ất Tỵ, tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Trong kinh doanh, Ất Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chớp nhoáng khi thời cơ chín mùi. Ất Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ, hoạt động yêu thích trang trí sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai, nghề nghiệp phù hợp với Ất Tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàn, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Một đặc điểm chết người trong cá tính của Ất Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi Ất Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngần hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người Ất Tỵ một nhát, thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù, vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Ất Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha mẹ. Họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Nữ mệnh Ất Tỵ cuộc đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Mọi sự được như ý nguyện, ít khi gặp phải rủi ro trắc trở.
nếu có gặp phải khó khăn cũng luôn được bạn bè, người thân, quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Nam mệnh Ất Tỵ có cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống được no đủ nhưng lại thường xuyên lo âu, bất an. Khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân, cho đến hậu vận mới được thảnh thơi dễ chịu. Theo vận trình tử vi trọn đời, mệnh chủ khá tốt, số gặp may mắn và có quý nhân phù trợ, thường được nhiều tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, thu nhập của bạn lại không nhờ vào sức lực của bản thân hay tri thức phong phú, mà chỉ là do vận may thôi. Nhưng vận may như vậy không phải lúc nào cũng đến, nếu không nắm chắc thời cơ thì là có lỗi với bản thân. Thường thì nguồn tiền tài của họ không phải là do kết quả vất vả kinh doanh, mà là nhờ vào một số lần đầu tư mang tính chất thời cơ. Ất Tỵ chẳng bao giờ rầu rĩ về chuyện tranh giành tiền bạc, dường như họ luôn có vận may trời ban về tài lộc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của người tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Tình hình sức khỏe của Ất Tỵ khá ổn định nhưng cũng không nên chủ quan, hãy duy trì lối sống lành mạnh và thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Về mặt tình cảm, mối quan hệ gia đình và bạn bè đều hài hòa, mang lại sự hỗ trợ và động viên cần thiết. Đối với những người còn độc thân, có thể gặp được người phù hợp nếu biết mở lòng và tạo cơ hội cho bản thân. Nhìn chung, có thể nói rằng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 đối với tuổi Ất Tỵ là thời kỳ của sự ổn định và phát triển. Chỉ cần duy trì sự cẩn trọng và tinh thần tích cực, Ất Tỵ sẽ đạt được nhiều thành tựu trong công việc và cuộc sống cá nhân. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, người tuổi Ất Tỵ sẽ trải qua một giai đoạn khá cân bằng và ổn định, công việc có nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng cần cẩn thận đối phó với những thách thức và biến động nhỏ. Nếu biết cách tận dụng thời cơ và giữ tinh thần lạc quan, Ất Tỵ sẽ gặt hái được nhiều thành công. Về tài chính, đây là thời điểm tốt để đầu tư và mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, hãy lưu ý quản lý tài chính một cách thận trọng để tránh những rủi ro không đáng có. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 có thể không được thuận lợi như đầu năm, tuy nhiên vẫn đạt được sự ổn định và không quá khó khăn. Theo tử vi, có thể sẽ có một số thử thách trong thời gian ngắn, nhưng Ất Tỵ không cần lo lắng hay sợ hãi, bởi sau đó sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Thời điểm này, sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ sẽ đồng thời đối mặt với thách thức và cơ hội. Một số người có thể gặp khó khăn trong công việc và cần phải cố gắng hơn để vượt qua. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ từ Thiên Hỷ và Thiếu Dương sẽ giúp Ất Tỵ có cơ hội được hỗ trợ và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thời điểm này, người tuổi Ất Tỵ có thể sẽ phải đảm nhận những nhiệm vụ và công việc hoàn toàn mới. Bản mệnh cần phải nghiêm túc học hỏi và dành thời gian riêng để tìm hiểu thêm kiến thức liên quan. Điều này sẽ giúp Ất Tỵ nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng tầm nhìn, góp phần vào sự phát triển của sự nghiệp trong tương lai. Sao Thiên Ấn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ tích cực trong công việc. Khi có cơ hội tham gia vào các dự án quan trọng, việc đóng góp một cách tích cực của Ất Tỵ sẽ được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, từ đó thu hút sự quan tâm và đánh giá cao hơn. Một vấn đề quan trọng không kém trong thời điểm này là Ất Tỵ cần chú ý đến việc quản lý mối quan hệ trong công việc một cách thận trọng và giữ thái độ thân thiện để tránh những yếu tố gây trở ngại cho sự phát triển của Ất Tỵ. Áp lực công việc là điều không thể tránh khỏi. Cùng với đó là sự cạnh tranh về chức vụ hoặc lợi ích cá nhân trong tổ chức. Vì vậy, Ất Tỵ cần phải cẩn thận và cảnh giác. Đặc biệt, đối với những người tuổi Ất Tỵ đang làm kinh doanh nhỏ lẻ, thì trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 là thời điểm vàng để phát triển sự nghiệp. Hãy tận dụng cơ hội và thể hiện bản thân một cách xuất sắc để có thể tiến lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, dù thành công có thể đạt được, Ất Tỵ cũng nên giữ thái độ khiêm tốn và phải vượt qua không ít thách thức. Đối với những doanh nhân, công việc kinh doanh trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 khá ổn định. Tuy nhiên, cần lưu ý đến các chi tiết khi ký kết hợp đồng, văn bản để tránh bị lừa gạt và gặp rắc rối sau này. Để công việc kinh doanh thuận lợi hơn,
Ất Tỵ nên tích cực xây dựng danh tiếng tốt, duy trì các mối quan hệ hiện tại và không quên chăm sóc đến những mối quan hệ cũ. Dù có đối mặt với những thử thách hay sóng gió, chỉ cần Ất Tỵ kiềm chế được cảm xúc, giữ bình tĩnh trước những khó khăn trong cuộc sống và nỗ lực tìm kiếm những cơ hội để phát triển, thì Ất Tỵ vẫn có thể tìm ra hướng đi cho riêng mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, phương diện tài lộc của người tuổi Ất Tỵ được dự đoán sẽ có những biến động, thăng trầm. Dù vẫn có nhiều cơ hội để Ất Tỵ làm giàu và tích lũy tài sản, nhưng cũng không ít rủi ro tiềm ẩn có thể khiến Ất Tỵ gặp khó khăn. Về phía thuận lợi, Ất Tỵ sẽ có cơ hội để tăng thêm nguồn thu nhập, đây có thể là từ các khoản đầu tư, tiền lãi cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư. Bạn cũng có thể nhận được sự giúp đỡ và lời khuyên quý báu từ người khác. Tuy nhiên, do vận may không mấy thuận lợi, Ất Tỵ cần cẩn trọng hơn trong việc đầu tư, đặc biệt là khi tham gia vào các lĩnh vực mới. Đối với những người làm công ăn lương, duy trì công việc ổn định sẽ đảm bảo thu nhập đều đặn. Nếu Ất Tỵ làm việc chăm chỉ và thể hiện năng lực thì có thể kiếm thêm tiền từ các khoản thưởng, hoa hồng hay phụ cấp. Tuy nhiên, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, Ất Tỵ nên cố gắng không đạt mục tiêu quá cao khi kinh doanh hoặc đầu tư, bởi vì dù Ất Tỵ bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc ở giai đoạn đầu, thì vẫn có thể gặp khó khăn và không thu được lợi nhuận như mong đợi ở giai đoạn sau, thậm chí có người còn mất hết số tiền đã đầu tư. Điều này chắc chắn không phải là kết quả Ất Tỵ muốn thấy. Đối với những người kinh doanh, sẽ có một số khó khăn do tác động của sao xấu kiếp tài. Con đường kiếm tiền của Ất Tỵ có thể gặp phải một số trở ngại và lợi nhuận cũng có thể giảm đi. Đôi khi đây có thể là do sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ hoặc do sự biến động không lường trước được của thị trường. Đặc biệt, những người chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý tài chính có thể gặp phải những tổn thất nghiêm trọng khi đầu tư không đúng cách. Vì vậy, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thay vì hy vọng sẽ trở nên giàu có ngay lập tức hoặc mơ ước những điều viển vông. Hãy trân trọng những thành quả mà mình đã đạt được thông qua lao động chân chính, phát triển thói quen tiêu dùng hợp lý và cẩn thận trong việc chi tiêu để tích lũy được nhiều tài sản hơn. Ngoài ra, đừng vội vàng tham gia vào những lĩnh vực mới trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, bởi vì điều này có thể mang lại rủi ro lớn và bạn có thể dễ dàng bị lừa gạt. Nếu bản mệnh có một số tiền dư giả, hãy đầu tư vào ngân hàng để đảm bảo an toàn, mặc dù lãi suất không cao nhưng ít nhất cũng rất đáng tin cậy. Phương pháp này sẽ không gây thiệt hại cho bạn, mà còn có thể nhận được một khoản thu nhập ổn định hàng tháng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ hiện tại đang rất tốt, không có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng. Nếu Ất Tỵ duy trì một lối sống lành mạnh và cân bằng thì sẽ không có tình huống khẩn cấp xảy ra. Hãy tăng cường hoạt động thể chất hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch, đừng ngồi hoặc nằm quá lâu một chỗ. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của Ất Tỵ hãy tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp. Bản mệnh có thể đến phòng tập gym và được hướng dẫn bởi huấn luyện viên cá nhân hoặc tập yoga tại nhà. Đi bộ hoặc chạy bộ cũng là những hoạt động được khuyến khích. Hãy lưu ý rằng, việc xuất hiện hung tinh kiếp sát có thể đem lại những tổn thương và tai nạn bất ngờ do sự bất cẩn của bạn. Vì vậy, khi đi lại hoặc làm việc, hãy luôn chú ý đến an toàn để tránh những rủi ro không đáng có. Đối với những người có bệnh trong người từ trước, hãy cẩn thận hơn để không làm tình trạng sức khỏe của mình xấu đi do sơ suất, thậm chí phải phẫu thuật. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Đây sẽ là một khoảng thời gian đầy bất ngờ và may mắn cho những người tuổi Ất Tỵ trong tình duyên, nhờ sự giúp đỡ của ba ngôi sao Thiên Hỷ, Hiếu Dương và sao Bách Diệt. Ba ngôi sao này là biểu tượng của sự may mắn trong tình yêu, sự hòa hợp và hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống tình cảm. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện, trong từng tháng âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, trong tháng 11 âm lịch,
Tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tuổi Ất Tỵ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai công việc vào tháng này. Nếu đang muốn tìm kiếm sự đột phá, bạn có thể sẽ phải thất vọng vì chưa được như ý nguyện. Nguyệt lệnh lâm đất tử cho thấy vận trình dễ rơi vào cảnh bế tắc, tiến độ công việc trì trệ, làm gì cũng nửa vời, chẳng thu được kết quả khả quan. Kế hoạch đặt ra vẫn chỉ dừng lại ở kế hoạch, chưa thể áp dụng vào thực tế, hoặc quá trình tiến hành cũng không hoàn toàn đúng thời hạn đặt ra. Tháng này, mọi thứ ở trạng thái lơ lửng khiến bạn có đôi phần sốt ruột, nhưng không dễ để tìm ra cách để cải thiện hiện trạng. Bạn có nhiều mục tiêu muốn hoàn thành nhưng lại không đủ kiên nhẫn để theo đuổi tới cùng. Bạn cũng dễ mất tập trung, không đủ hăng hái để phát huy tốt nhất tuổi Ất Tỵ tuy nhiệt tình nhưng lại nóng vội và cả thèm chóng chán. Vì thế, có những việc làm theo hứng, thích thì làm, không thích lập tức có thể dừng lại. Không vì bất cứ lý do gì, cũng chính vì nguyên nhân này mà mọi việc của bạn cứ ngổn ngang, ngày càng tồn động. Nếu không nhanh chóng thay đổi, e rằng vận khí xấu càng thêm xấu. Bản mệnh đôi khi cảm thấy kiệt sức khi guồng quay công việc chẳng lúc nào ngừng, dường như mọi thứ đều không được như ý, trợ lực quá nhiều, ngăn cản con giáp này đi đến thành công. Tinh thần làm việc của bản mệnh sa sút đáng kể. Nếu làm trong môi trường ổn định thì rất dễ nảy sinh tâm lý chán nản, thờ ơ, có thể dẫn tới nhảy việc là điều khó tránh. Thêm cả thiên hình hung tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể sẽ luống cuống quá mức mà hành sự bất cẩn. Nhẹ thì bị khiển trách, nghiêm trọng hơn thì thậm chí gây ra họa lớn, có thể dính tới pháp luật, chặn đứng đường tiến thân của mình. Những lúc như thế này, điều cần thiết nhất là hãy cho bản thân một khoảng lặng để nghỉ ngơi, sạc lại năng lượng rồi mới có thể tiếp tục chiến đấu khi có thể đã kiệt quệ. Nếu cứ thúc ép bản thân làm việc liên tục, bạn cũng chẳng thể có đủ sáng suốt để mà giải quyết công việc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 11 âm lịch, tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy với phương diện tài lộc, tiểu hao án ngữ trong vận trình tháng mới, dự báo tình hình tài chính của bản mệnh vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Dù vẫn có thu nhập đều đặn từ công việc chính và một vài nguồn thu phụ, nhưng so với mức chi tiêu của bạn thì cũng chỉ như muối bỏ bể. Điềm báo tử vi cho thấy việc thu chi bất ổn, bạn dễ mất nhiều hơn được, nên làm gì cũng phải căng ke, thận trọng. Hãy nhớ rằng thu nhập của bạn ở chỉ mức ổn định chứ không quá dư dôi. Vì thế, con giáp này nên học cách quản lý tài chính cho tốt, chi tiêu hợp lý, chớ nên phung phí cho những món đồ không cần thiết, và đừng quên dành khoản tiết kiệm phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Nếu có ý định đầu tư hay kinh doanh vào lĩnh vực hay sản phẩm nào đó, tuổi Ất Tỵ có thể nắm bắt thời cơ và tiến hành càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sớm không có nghĩa là nóng vội. Để hạn chế rủi ro, bạn vẫn cần có kế hoạch, sự tính toán chu toàn trước khi hành động. Đặc biệt, bạn cần tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng, tránh việc cả nể, tin tưởng kẻ xấu mà bị lừa gạt, tổn hao tiền của. Xem phi tinh tháng có sao Bát Bạch chủ tài lộc cũng xuất hiện với sao Lục Bạch ở cung Tây Bắc. Đây được coi là phương vị dưỡng tài khí. Bản mệnh có thể đặt biểu tượng thuyền buồm tài lộc ở đây, sẽ có tác dụng kích hoạt tài lộc dồi dào, mang tới nhiều may mắn và tiền bạc hơn cho bạn. Khẩu quyết: chớ dậm chân tại chỗ, tạo điều kiện cho kẻ khác vượt qua mình. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu tím và màu hồng. Con số may mắn 80, 38 và 18. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 11 âm lịch, xem tử vi tháng này, nguyệt lệnh lâm tử, nơi sức khỏe của bạn có nhiều vấn đề đáng lưu tâm, thể lực giảm sút, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc thường ngày của bạn. Bạn nên chú ý chăm sóc và thận trọng với những tín hiệu bất thường trên cơ thể. Lại thêm hung tinh thiên hình chiếu mệnh là điềm báo về hình thương, tai dạ, bản mệnh nên thận trọng, cẩn thận khi làm việc, nhất là khi làm những việc có tính mạo hiểm để tránh tai nạn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần giữ an toàn khi tham gia giao thông để tránh hung giận quá lớn, có thể gây ra sự cố tai nạn hoặc họa huyết quang. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 12 âm lịch, xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy phương diện sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ trong tháng mới nhìn chung không có biến động gì quá lớn.
bản mệnh có thể yên tâm đón một tháng cuối năm khá dễ chịu. Chăm chỉ và nghiêm túc thì việc gì cũng xong, nhìn thấy thành tích ngay tức khắc. Các kế hoạch đều được bạn xử lý ổn thỏa ở thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán. Do đó tới cuối tháng, bạn có thể yên tâm đón một cái Tết ấm cúng mà không chịu bất cứ áp lực nào. Hơn thế nữa, những người tuổi Ất Tỵ còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến. Đồng nghiệp luôn sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Môi trường làm việc hài hòa cũng thôi thúc con giáp này chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần. Vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, bạn nhiệt tình như vậy là tốt, nhưng cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân, chớ để người khác nghĩ rằng bạn đang quá kiêu, kiểu khoe khoang. Lưu ý, tháng này nguyệt lệnh lâm mộc dục có thể khiến tâm tình bạn thiếu sự kiên nhẫn, nếu không được như ý thì dễ bỏ cuộc nửa chừng. Điều này nên hết sức tránh để xảy ra nhiều lần, nhất là trong quá trình hợp tác làm việc chung với người khác. Có thể khi ý kiến đưa ra không được đánh giá tốt, khiến bạn chạnh lòng và giận dỗi, nhưng thái độ đó chỉ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của bạn mà thôi. Nhưng ở mặt tích cực, mộc dục cũng báo hiệu nhân duyên tốt lành, không chỉ lợi cho chuyện yêu đương mà còn hỗ trợ khá nhiều cho công việc. Tuổi Ất Tỵ có thể được gần gũi một vài nhân vật có uy tín, giúp bạn tiến nhanh hơn. Những cơ hội như vậy không dễ gì có được, nên bạn cần tranh thủ học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân khi cần thiết. Hãy mở lòng lắng nghe những lời khuyên từ bên ngoài, kể cả khi bạn không làm theo những lời khuyên này, thì các thông tin thu thập được cũng có thể giúp bạn thay đổi ý tưởng của mình cho hợp lý hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Ất Tỵ cũng khởi sắc rõ rệt. Hơn nữa, các nguồn thu khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì, giúp cho kế hoạch đón Tết của bạn diễn ra khá trôi chảy. Với người làm công ăn lương, đây là tháng mà bản mệnh được nhận các khoản lương, thưởng cuối năm, thưởng Tết nên tài chính được dự báo sẽ khá dồi dào. Một số bạn biết chớp thời cơ thể hiện năng lực đúng lúc nên có thể sẽ được cấp trên thưởng nóng một khoản không nhỏ, càng giúp số dư tăng tiến. Dù tiền bạc dư giả, tạo điều kiện để bạn sắm sửa Tết theo ý muốn, nhưng cũng chớ nên dung tiền bừa bãi, bạn nên liệt kê những món đồ thật sự cần thiết. Cắt giảm những khoản không thiết thực vào lúc này, thực hiện các kế hoạch đón Tết vừa đủ, tránh tình trạng dư thừa, lãng phí. Với người làm kinh doanh, tháng chạp mạng tới nhiều cơ hội buôn bán, nếu biết tận dụng thời cơ. Bạn có thể yên tâm hái ra tiền vào thời điểm năm hết Tết đến này, bạn sẽ thấy lợi nhuận tăng cao, doanh thu nhảy giọt bất ngờ. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên tham lam mà nóng vội, mở rộng quy mô quá mức vào lúc này. Tốt nhất, vẫn nên tập trung vào những hạng mục có hệ số an toàn cao mà mình đang theo đuổi từ trước và cũng có nhiều kinh nghiệm thực tế. Thị trường trước, trong và sau Tết sẽ có rất nhiều biến động rõ ràng, hãy nên bình tĩnh quan sát để có sự điều chỉnh kịp thời. Khẩu quyết, tinh thần uể oải, không muốn làm việc. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu đen và màu xanh lá. Con số may mắn 80, 66 và 86. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 12 âm lịch. Do chịu ảnh hưởng của hung tinh Thiên Nguyệt, sức khỏe của tuổi Ất Tỵ trong tháng chạp có dấu hiệu giảm sút, nguyên nhân chủ yếu do bạn mải mê với công việc, thường xuyên lo nghĩ khiến tình trạng lao lực xảy ra. Tết nhất cận kề nên có nhiều việc phải lo cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bạn vẫn nên chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an yên. Những triệu chứng khó chịu đó không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, hạn chế làm việc quá sức. Ngoài ra, việc di chuyển đi lại, làm việc chân tay trong tháng Cũ Mật cũng phải cẩn thận, kẻo gia đụng gặp tai nạn ngoài ý muốn hoặc sơ hở gây mất đồ đạc. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác và làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Ất Tỵ sinh 1965 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Tý. Khi là đối tác kinh doanh, họ cũng rất hợp cả. Họ chỉ có vấn đề khi tuổi Ất Tỵ muốn đảo ngược vị trí,
đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Ất Tỵ rất nhanh chán với những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả, nhưng tuổi Tý không phải là mẫu người này. Tuổi Ất Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Tý, còn tuổi Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Ất Tỵ. Vì vậy, hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Sửu. Hợp tác rất khó có được thành công vì quan điểm của hai bên thường trái ngược nhau. Phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của tuổi Sửu sẽ bổ sung cho tuổi Ất Tỵ ở chỗ. Tuổi Ất Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Tuổi Ất Tỵ khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, tuổi Ất Tỵ còn khéo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của tuổi Sửu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Dần. Hợp tác không ăn ý vì hai bên không đồng nhất, quan điểm đôi lúc còn xảy ra xung đột. Tuổi Ất Tỵ vốn rất may mắn trong chuyện kiếm tiền nhờ khả năng đối ngoại và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó, tuổi Dần dũng cảm và tính tình khá thoáng, sẽ biết cách để thúc đẩy sự nghiệp kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Vậy nhưng, vấn đề mấu chốt là hai con giáp này cần hiểu và hỗ trợ cho nhau. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Mão. Có thể hợp tác với nhau, nếu cả hai bên cố gắng hiểu và hành động ăn khớp với nhau thì hợp tác kinh doanh sẽ có thành công. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau, tuổi Ất Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó, tuổi Ất Tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng, còn tuổi Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm các việc liên quan đến tài chính. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Thìn. Có thể hợp tác với nhau, tuy nhiên, tuổi Ất Tỵ cần nhận phần việc cho mình nhiều hơn để duy trì mối quan hệ hợp tác. Tuổi Ất Tỵ sẽ là người tổ chức lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Thìn là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của tuổi Ất Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy, tổ chức mà hai tuổi này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Tỵ. Khó hợp tác với nhau, họ có chung kế sách nhưng lại không phối hợp hành động được. Tuổi Ất Tỵ khá năng động trong các cuộc họp và các cuộc gặp gỡ đối tác, bởi vậy, công việc kinh doanh của họ có chiều hướng phát triển. Vấn đề xảy ra khi một trong hai người tuổi Ất Tỵ muốn cạnh tranh để trở thành sự trung tâm của sự chú ý, do đó, cả hai cùng phải học cách tạo ra một mối quan hệ hài hòa, không có chiến tranh. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Ngọ. Hợp tác tốt nhất, người tuổi Ất Tỵ giỏi suy nghĩ nên đưa ra được những kế sách mang tính xây dựng. Người tuổi Ngọ lại chịu khó nên hoàn thành tốt được kế hoạch đặt ra. Tuổi Ngọ cả thèm chóng chán, bất kể ai thân thiết cũng có thể nhận thấy rõ điều này ở họ. Họ sẽ lao phăm phăm vào công việc khi mọi thứ còn mới mẻ. Nhưng đừng chờ đợi sự hào hứng đó trong khoảng thời gian dài. Rõ ràng tuổi Ngọ sẽ thấy tuổi Ất Tỵ có phần nhạt nhẽo, vô vị, trong khi tuổi Ất Tỵ bực mình vì sự thờ ơ, thiếu tập trung của tuổi Ngọ. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Mùi. Có thể hợp tác kinh doanh, người tuổi Ất Tỵ linh hoạt trong việc nhận biết thái độ, dụng ý của đối tác. Tuy nhiên, người tuổi Ất Tỵ cần đặt sự nghiệp lên hàng đầu và cố gắng giảm bớt những sai sót trong công việc. Tuổi Ất Tỵ và tuổi Mùi sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo, với điều kiện khi họ có chung mục tiêu. Tuổi Ất Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng và tuổi Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng. Tuổi Ất Tỵ sẽ ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng thích đứng ở vị trí lãnh đạo. Bởi vậy, nếu tình huống này xảy ra, cả hai con giáp này sẽ rất vất vả khi cùng làm ăn. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Thân. Hợp tác không ăn ý, người tuổi Thân thường quá lanh lợi khiến người tuổi Ất Tỵ cảm thấy không an toàn khi là đối tác làm ăn. Hai con giáp này có thể cùng hợp tác và cùng phát triển nếu họ biết cách tự điều chỉnh để tránh những mâu thuẫn. Những tính cách trái ngược nhau có thể trở thành những điểm bổ sung. Tuổi Thân vốn ưa thích những điều mạo hiểm. Tuổi Ất Tỵ khá cẩn thận và chăm chỉ khi họ tin vào mục tiêu mình đề ra. Tuổi Ất Tỵ khá may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng đôi khi thấy ngán ngẩm bởi tính cách ham vui của tuổi Thân. Hai con giáp này rất dễ cạnh tranh giành vị trí người dẫn đường. Trong hai tuổi này, tuổi Ất Tỵ làm việc nhiều hơn tuổi Thân. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Dậu. Hợp tác khó thành công,
Tuy hai bên đều giao tiếp tốt nhưng nhiều khi mọi việc vẫn diễn ra không suôn sẻ chỉ vì phát ngôn không đúng lúc. Khi tuổi Ất Tỵ và tuổi Dậu là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Người tuổi Ất Tỵ hay chú ý đến tiểu tiết, có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn giúp công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả tuổi Ất Tỵ và tuổi Dậu đều thích những phương thức thực tế, ít mạo hiểm hơn là các phương thức mới có tính rủi ro cao. Bởi vậy, có thể nói rằng hai hành tinh này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Tuất có thể hợp tác, tuy nhiên, hai bên không nên quá kỳ vọng vào mối quan hệ này. Đôi lúc họ gặp phải bất trắc trong kinh doanh. Tuổi Ất Tỵ và tuổi Tuất cũng sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và liên tục đi lên nếu cùng làm ăn với nhau. Cả hai hành tinh này đều giỏi giao tiếp. Người tuổi Tuất phân biệt phải trái rất rõ ràng. Bên cạnh tuổi Tuất là tuổi Ất Tỵ rất thông minh. Tuổi Ất Tỵ không chỉ tin vào logic mà còn dựa vào cả trực giác để phán đoán công việc. Bởi vậy, rất ít khi tuổi Ất Tỵ mắc sai lầm trong kinh doanh. Hơn thế nữa, tuổi Ất Tỵ còn rất may mắn với chuyện kiếm tiền. Do đó, chuyện làm ăn của họ liên tục phát triển. Trong đó, tuổi Ất Tỵ sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Hợi có thể hợp tác, song người tuổi Ất Tỵ không nên đưa ra quá nhiều ý tưởng gây bất lợi cho người tuổi Hợi. Nếu tuổi Ất Tỵ và tuổi Hợi cùng hợp tác làm với nhau, tuổi Ất Tỵ thông minh và nhanh nhẹn, sẽ đóng vai trò làm tiền tuyến và là trung tâm của sự chú ý. Điều này rất hợp với ý của tuổi Hợi, vì tuổi này vốn thích hợp với công việc của hậu phương. Nơi làm việc của tuổi Ất Tỵ và tuổi Hợi sẽ được trang trí theo kiểu cổ điển. Những bữa ăn cùng nhau của hai người tại các nhà hàng sẽ rất thường xuyên và trang trọng. Quý khán giả thân mến, con người trên thế gian ai cũng mong muốn một cuộc đời may mắn, thuận lợi. Vì vậy, làm bất kể việc lớn nhỏ nào người ta đều xem phong thủy, đặc biệt là người phương Đông. Nói đến phong thủy, nhiều người thường nghĩ đến những yếu tố bên ngoài như đất cát, nhà ở. Nhưng kỳ thực trên thân người có ba điểm phong thủy vô cùng quan trọng mà dường như nhiều người lại quên mất. Muốn thay đổi vận mệnh của một con người, chỉ cần làm tốt ba việc này. Điểm phong thủy thứ nhất là tâm. Người ta nói tâm là phong thủy lớn nhất, tốt nhất của một người. Để có tâm tốt cần chú ý ba điều sau. Nuôi dưỡng tâm thiện lương. Thiện lương là thiên tính của con người, là gốc rễ làm người. Cổ ngữ nói, người đã mất đi thiện lương thì có thể còn không bằng loài cầm thú. Người xưa cũng có câu, thiện có thiện, báo ác có ác báo. Người có tấm lòng thiện lương, làm nhiều việc thiện, việc tốt thì cuộc đời của người ấy nhất định sẽ tốt đẹp. Một người có thể không có phú quý, không có danh tiếng, nhưng nếu không có thiện lương thì là đã mất đi cái gốc làm người rồi. Ngày hôm nay nếu bạn gieo hạt giống thiện lương thì ngày mai nhất định sẽ thu được quả ngọt. Nuôi dưỡng tâm khoan dung. Mỗi người nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, để cân nhắc, lý giải những việc người khác khó xử. Khi gặp việc không như ý hay người khác đối xử không tốt với mình, thay vì thù giận, hãy mở lòng khoan dung, bạn sẽ thấy sự việc không đến nỗi tồi tệ như bạn vẫn tưởng tượng. Xưa nay, người có tấm lòng khoan dung, độ lượng, luôn được người khác tôn trọng, nguyện ý kết giao, cho người khác một đường lui, bạn sẽ nhận được phúc báo trong tương lai. Nuôi dưỡng tâm khiêm tốn. Khiêm tốn là một loại mỹ đức, là một loại cảnh giới cao của tu dưỡng. Kiêu ngạo thì chiêu mời tổn hại, khiêm tốn thì được lợi. Con người nên là học theo sự khiêm tốn. Vô tư và kiên định của đại địa trong dịch kinh giảng rằng, hết thầy pháp tắc làm người và đạo lý đều là thiên địa âm dương biến hóa. Trong mỗi một quẻ hào đều có hung và cát. Quẻ hung là để cảnh giới con người bỏ ác hành thiện, quẻ cát là động viên, khuyến khích con người phải mỗi ngày làm một việc thiện khác. Chỉ có quẻ khiêm, khiêm nhường là mỗi một hào đều là cát tường, may mắn. Điểm phong thủy thứ hai là miệng. Miệng của một người có thể tạo phúc, nhưng cũng có thể chiêu mời họa. Để dưỡng tốt điểm phong thủy này, cần nhớ ba điểm sau. Không bóc trần thiếu sót của người khác. Mỗi người đều có những điểm thiếu sót, đều có khuyết điểm riêng. Cổ nhân có câu, nhân hoạt nhất, trương kiểm thụ hoạt nhất, trương bị ý nói. Con người sống không thể không có thể diện, giống như cây cối không thể không có lớp vỏ. Khi thấy thiếu sót của người khác, nên lựa thời điểm nói. Không nên nói trước mặt nhiều người. Mỗi người đều có thể diện của mình. Nếu ngày hôm nay bạn làm khó dễ người khác, ngày mai có thể bạn sẽ gặp phải chính tình cảnh ấy. Không bóc trần thiếu sót của người khác là một loại độ lượng.
miệng nói nhiều lời tốt đẹp, con đường đời của bạn sẽ ngày càng rộng mở hơn, được nhiều thiện duyên hơn. Không khoa trương, ba hoa. Rất rất nhiều người thường thích nói lời khoa trương, khoe khoang về bản thân, giống như không nói ra thì không thể hiện được cái bản sự của mình vậy. Đây là điều rất kỵ. Quý cổ nhân có câu, thiên ngoại hữu, thiên nhân ngoại hữu nhân, ý nói, người tài còn có người tài hơn, cho nên khiêm tốn vẫn là tốt nhất. Không nói lời vô nghĩa, không thích hợp. Người có trí tuệ cao khi có việc cần nói sẽ nói, không có việc thì bảo trì sự im lặng, tĩnh tại. Người nói những lời vô nghĩa sẽ không chỉ khiến người khác ghét bỏ mà còn chiêu mời họa. Thực tế chứng minh rằng, chỉ những lời nói đúng mực, chính xác và thích hợp mới có đủ sự thuyết phục đối với người nghe. Trong cuộc sống, những lời nói, lời giải thích sâu sắc được người khác hoan nghênh, lời sáo rỗng, vô nghĩa khiến người nghe khó chịu. Điểm phong thủy thứ ba là hành vi. Hành vi của một người cũng thể hiện ra sự tu dưỡng đạo đức của người đó. Mỗi hành vi, cử chỉ cũng sẽ đem đến vận khí khác nhau cho một người. Không có thành công bằng con đường tắt. Thành công mà một người đạt được là không có con đường tắt, cần phải trả giá bằng sự cố gắng thật sự. Người đầu cơ trục lợi bằng thủ đoạn nào đó thì tuy rằng nhất thời có thể đạt được một chút lợi ích, nhưng vì nền tảng không vững chắc nên cuối cùng cũng không đạt được kết quả lý tưởng. Không hại người lợi mình. Làm hại người để mình được lợi thì nhất thời có thể chiếm được chút lợi, nhưng cuối cùng cũng sẽ nhận được kết quả không hay. Điều này là do quy luật nhân quả chi phối, cho nên giữa người với người trong đối nhân xử thế hay trong kinh doanh, làm ăn, vẫn nên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau là tốt nhất. Không đổi đức lấy lợi. Người ta thường chỉ hay nhìn những điều lợi trước mắt mà quên đi cái đức của bản thân mình. Xã hội hiện đại ngày nay rất nhiều người vì lợi mà quên nghĩa, vì lợi mà lừa gạt thảm hại người khác, thậm chí làm thương tổn người khác, nhưng lại không biết được rằng điều họ thực sự mất đi còn lớn hơn điều họ nhận được. Cái được chẳng bù nổi cho cái mất. Cổ nhân giảng, họa phúc không tự nhiên đến, nó là do con người tự chiêu mời mà đến. Việc thiện hay việc ác đều có quả báo như hình với bóng. Thời cổ đại người ta tin rằng vì tài vật lợi ích mà lừa gạt, hãm hại người khác thì chính là đánh mất đi đức và phúc báo của mình. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.